Người mua hàng đã quay trở lại khi các nhà bán lẻ của Trung Quốc thích nghi với sự bùng phát. Ở lối vào của một cửa hàng Apple ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, khoảng 20 người đã kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi cửa hàng điện tử mở cửa. Vào lúc 11 giờ sáng, cánh cửa bật mở và các nhân viên đứng thành một hàng và vỗ tay chào đón những hành khách đầu tiên trong ngày. Một cảnh như thế này là một cảnh tượng hiếm gặp trong những tuần gần đây, khi mọi người tránh các trung tâm thương mại trong khi các thành phố của Trung Quốc vật lộn với sự bùng phát của virus mới. Nhưng người mua sắm hiện đang dần mạo hiểm ra ngoài và nhiều cửa hàng đang bắt đầu mở cửa trở lại. Sanlitun, khu vực mua sắm nổi tiếng của Bắc Kinh, đã chứng kiến sự gia tăng đáng chú ý của du khách trong tuần cuối cùng của tháng 2 so với những cảnh chủ yếu yên tĩnh chỉ một tuần trước đó. Ở Thượng Hải, các cửa hàng mua sắm lớn hơn đang báo cáo nhiều khách hàng hơn trong những ngày này. Quảng trường thương mại trung tâm Danilai Hub cho biết 90% cửa hàng của nó đang hoạt động. Các cửa hàng bán lẻ đã mở lại, nhưng các nhà hàng chủ yếu kinh doanh giao hàng. Quảng trường thường có lượng khách hàng từ 50.000 đến 60.000 mỗi ngày, đã có một số sự gia tăng lưu lượng trong các trung tâm mua sắm của mình sau khi giảm đi vì dịch bệnh. Nhiều người thuê trong các trung tâm mua sắm đang nhanh chóng chuyển sang các nền tảng trực tuyến để cung cấp dịch vụ và sản phẩm. Dịch bệnh đến nay đã lây nhiễm hơn 80.000 người trên khắp thế giới, khiến hơn 2.800 người tử vong. Các doanh nghiệp bao gồm cả ngành bán lẻ tại các thành phố Trung Quốc đã phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về khách hàng, vì chính quyền áp đặt các hạn chế và yêu cầu mọi người ở nhà để ngăn chặn virus lây lan. Tại các thành phố lớn của Trung Quốc, chỉ riêng việc mua hàng trong phân khúc hàng tiêu dùng đã giảm 12% so với tháng trước. Theo ước tính của công ty nghiên cứu Kantar, năm 2019 tăng trưởng doanh số bán lẻ ở Trung Quốc đã ở mức thấp trong 5 năm giữa áp lực của các nền kinh tế vĩ mô và tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Người tiêu dùng đã giảm chi tiêu chung và đặc biệt là giảm mua những mặt hàng không cần thiết. Họ đã chuyển ngân sách của mình sang các nguồn cung cấp y tế, thực phẩm tươi, đóng gói, cũng như các sản phẩm làm sạch. Chi tiêu cho các hạng mục làm đẹp cũng giảm đi một chút. Dịch bệnh đã thay đổi hành vi người tiêu dùng. Các nhà phân tích công nghiệp cho biết đợt bùng phát dịch có khả năng mang lại cho các doanh nghiệp thương mại điện tử một sự thúc đẩy, vì nhiều người tiêu dùng ở Trung Quốc thực hiện mua hàng trực tuyến. Một số người thậm chí là lần đầu tiên sử dụng hình thức này. Dịch bệnh là một con thiên nga đen, nhưng những người được trang bị khả năng chống lại nó sẽ biến khủng hoảng thành cơ hội. Nắm lấy chiến lược và số hóa việc kinh doanh dịch vụ sẽ là chìa khóa tất yếu cho tất cả các nhà bán lẻ. Nhiều nhà bán lẻ ngoại tuyến hiện nay đang bị buộc phải nâng cấp, chuyển trọng tâm sang kinh doanh trực tuyến và tiếp thị. Đó là một cách thông minh và đúng thời điểm để chuyển đổi kinh doanh sang trực tuyến. Sẽ có một sự gia tăng đáng kể và người mua hàng đã quay trở lại.